Với khát khao chúng tôi muốn xây dựng một đội ngũ kế thừa là cánh tay nối dài của chúng tôi, để rồi mỗi tỉnh thành, mỗi vùng đất, mỗi làng quê, mỗi ngôi trường sẽ có những em trăn trở cũng giống như chúng tôi, sẽ thay thế chúng tôi làm những điều thiện pháp. Chào mừng quý khách tới với hãng hàng không Happy Smile. Chuyến bay lãnh đạo chính mình sẽ khởi hành từ sân bay Cổ Đầu tới Vương quốc Hạnh phúc Tự thân do cơ trưởng Bình An điều khiển. Trong suốt hành trình bay, quý khách sẽ được ngắm nhìn từ trên cao những địa danh nổi tiếng như cánh rừng nghi ngờ, bán đảo cô đơn, ngắm nhìn biển hồ giận dữ và băng qua thành phố thất vọng. Cơ trưởng Bình An và các tiếp viên sẽ chia sẻ cho quý khách được biết về những cội nguồn của sự hình thành nên những địa danh nổi tiếng này. Và đặc biệt lưu ý, chuyến bay lãnh đạo chính mình rất phù hợp cho những ai đang khao khát được tìm tới vùng đất hạnh phúc tự thân. Hãng hàng không Happy Smile đã nạp đầy nhiên liệu cho hành trình lãnh đạo chính mình bằng tất cả tình yêu thương, lắng nghe, thấu cảm và đồng hành. Chúng tôi đã sẵn sàng cất cánh. Và đây là những tiếp viên của chúng tôi. Các bạn thân mến, trước đây mình không hiểu được chính mình, không biết quản lý được cảm xúc của bản thân, cũng không biết sử dụng thời gian như thế nào cho hiệu quả. Mình cũng bị mắc kẹt trong những mối quan hệ mà không biết cách giải quyết. Trong mình cũng có những cái nỗi đau cần được chữa lành. Thì sau một thời gian được sự dẫn dắt của cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn, mình đã giải quyết được rất nhiều trong những cái vấn đề đó. Và mình luôn trăn trở rằng làm thế nào có thể lan tỏa được những cái giá trị mà mình đã nhận được từ lớp lãnh đạo chính mình, rồi từ sự dẫn dắt đào tạo của cô trong đội ngũ nhân sự kế thừa, lan tỏa tới thật nhiều người, nhiều các bạn hơn, để chúng ta cùng nâng đỡ, cùng hiểu và thương và giúp đỡ nhau sống cuộc sống hạnh phúc hơn. Mình là Hồng Vân, đội ngũ nhân sự kế thừa cô Kim Sơn. Mình làm việc tại trường Tuệ Đức từ năm 2014 đến nay đã được 7 năm. 7 năm cũng là khoảng thời gian mình được cô nâng đỡ, dìu dắt. Từ một cô giáo trầm cảm, đi qua một hành trình dài, được trải nghiệm các công việc khác nhau. Sau khóa nhân sự kế thừa đầu tiên, mình được phụng sự thiện pháp cùng huynh đệ. Bản thân mình đã có nhiều sự thay đổi. Mình lạc quan, suy nghĩ sâu sắc hơn, tích cực và dám nhận thử thách nhiều hơn. Hiện tại, mình đang làm công việc phát triển văn hóa tại Trường Xanh Tuệ Đức, dự án Câu Chuyện Làng Tôi, dự án Chữa Lành Trầm Cảm, tổ chức các khóa thiền và các công việc phụng sự trong cộng đồng sống tử tế. Xin chào tất cả các anh chị, tôi là Trang, một trong những nhân sự kế thừa của đội ngũ kế thừa lãnh đạo chính mình do cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn dẫn dắt. Và cái hành trình chuyển hóa từ khổ đau đến hạnh phúc tự thân là một quá trình không hề dễ dàng, không hề đơn giản, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực. Và chúng tôi đã nỗ lực trong suốt thời gian vượt qua để có thể tiến tới được thế nào gọi là hạnh phúc tự thân. Và khóa học lãnh đạo chính mình do đội ngũ kế thừa đứng nước là tất cả những cái trải nghiệm, những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm chúng tôi đã trải qua trong thời gian vừa rồi sẽ gửi gắm tới tất cả các anh chị tất cả những cái giá trị mà chúng tôi nhận được và những giá trị mà cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn đã trao tới lớp lãnh đạo chính mình. Và các anh chị biết không, toàn bộ học phí anh chị đóng góp cho khóa học lãnh đạo chính mình này sẽ được quyên góp cho một dự án phi lợi nhuận, đó là Làng Hạnh Phúc Thái Nguyên.